Theo số liệu thống kê vừa được Bộ Công Thương công bố mới đây, thì trong 2 tháng đầu năm 2017, Việt Nam cũng đã nhập khẩu gần 2,74 triệu tấn sắt thép các loại từ các thị trường như Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong khi trên thực tế, thì các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước có khả năng đáp ứng một nửa nhu cầu của thị trường. Theo báo cáo thống kê của Bộ Công Thương, 2 tháng đầu năm 2017, lượng thép nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 2,74 triệu tấn, trị giá hơn 1,49 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 2 tháng đầu năm, nhập khẩu thép các loại giảm 3,8% về lượng và tăng 41,9% về trị giá. Sắt thép các loại trong 2 tháng năm 2017 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với hơn 1,53 triệu tấn, trị giá 786 triệu đô la Mỹ và từ hai thị trường truyền thống là Hàn Quốc và Nhật Bản, với lượng nhập khẩu lần lượt là 304.000 tấn và 334.000 tấn. Trước tình hình nhập khẩu sắt thép ồ ạt thời gian qua, Bộ Công Thương cho biết trên thực tế, các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước có khả năng đáp ứng một nửa nhu cầu của thị trường. Song sắt thép trong nước vẫn liên tục phải cạnh tranh về giá với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam. Hiện Bộ Công Thương đã ban hành liên tiếp các biện pháp tự vệ tạm thời để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Sau các biện pháp tự vệ tạm thời, Bộ Công Thương đã áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với hai mặt hàng này. Theo đó, thuế suất nhập khẩu đối với phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam sẽ là 21,3% trong vòng 1 năm. Từ ngày 22 tháng 3 năm 2017 đến 21 tháng 3 năm 2018, thuế suất này sẽ lần lượt giảm về 19,3% và 17,3% vào các năm tiếp theo. Và từ 22 tháng 3 năm 2020 trở đi, thuế suất sẽ trở về không.